niềm tin mù quáng vào công nghệ tăng vượt đỉnh liên tục để rồi thoái trào chỉ trong một thời gian ngắn, nhấn chìm cả phố Wall, chìm trong nỗi sợ hãi và mất rất nhiều năm để phục hồi. Đó chính là những gì mà ta có thể mô tả ngắn gọn nhất về cơn ác mộng đã khiến mọi góc ngách của thị trường tài chính trong những năm 90 sụp đổ, mang tên bong bóng .com. Nghe qua thì chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng bong bóng .com thì có liên quan gì đến thị trường crypto. Tuy nhiên, với đà tăng rầm rộ của thị trường crypto trong những năm 2020 cùng xu hướng đầu tư mù quáng của các F0 về công nghệ blockchain và các nhóm cổ phiếu công nghệ trong năm 2024, với con số AI đang dần nóng lên và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã dấy lên nhiều lo ngại về một phiên bản bong bóng .com của năm 2024 đang dần hình thành. Vậy bong bóng .com là gì và liệu bong bóng .com có đang diễn ra trong chính thị trường crypto hay không? Hãy cùng Con Sáu Tám TV tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và mình là Yến Nhi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Con Sáu Tám TV và đây là series Chuyện Kinh Tế. .com thì được bắt nguồn từ phần đuôi .com của website các công ty công nghệ, sử dụng Internet làm nền tảng hoạt động chính, phục vụ cho kinh doanh. Vào năm 1993, trong bối cảnh mạng Internet là một thứ xa xỉ, người dùng muốn truy cập Internet thì phải có những kiến thức về công nghệ hoặc là coding. Chính vì lý do đó mà Netscape đã ra mắt trình duyệt Netscape Navigator với các tính năng như là vượt trội hơn, nhanh hơn, giao diện đơn giản và miễn phí để tiếp cận với nhiều người dùng. Ngay lập tức thì Netscape Navigator đã chiếm lĩnh toàn bộ thị phần về trình duyệt web lúc bấy giờ. Nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Internet thì Netscape đã quyết định IPO công ty của mình. IPO ở đây thì các bạn có thể hiểu đơn giản là quyết định phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn. Và việc này thì dường như đã đi ngược lại quy luật bất biến của IPO, khi mà hoạt động huy động vốn thì diễn ra trong bối cảnh Netscape vẫn đang đốt tiền cho các hoạt động truyền thông và vẫn chưa thu về bất cứ một đồng lợi nhuận nào cả. Mặc dù là đi ngược lại quy tắc bất biến nhưng mà the IPO của Netscape thì vẫn rất thành công, khi mà cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 2 lần, nâng mức định giá của công ty lên tới tận 2.7 tỷ đô chỉ trong vòng một ngày. Mình xin nhấn mạnh ở đây là Netscape đã đạt mức định giá 2.7 tỷ đô vào những năm 1995 chỉ trong vòng một ngày sau khi IPO, một con số vô cùng khủng khiếp. Và miếng mồi ngon béo bở thì dường như đã được bày ra mâm khi mà các công ty công nghệ ngay lập tức cố gắng số hóa các dịch vụ của mình nhằm IPO lên sàn giao dịch Nasdaq càng nhanh càng tốt. Và điểm chung của các công ty này là vẫn liên tục thua lỗ bởi họ dùng toàn bộ số tiền để khuếch tán truyền thông, cung cấp các sản phẩm miễn phí hoặc là mức giá thấp nhằm xây dựng thị phần nhanh hết mức có thể. Và khi cộng với các lãi suất tiền gửi ở những giai đoạn năm 1990 ở mức thấp thì các công ty khởi nghiệp qua đó như hổ mọc thêm cánh mà ra đời ngày càng nhiều hơn, dẫn đến chỉ số Nasdaq của thị trường chứng khoán cũng bị chi phối, gia tăng theo cấp số nhân, tăng từ dưới 1.000 lên tới 5.000 điểm trong những năm 1995 đến năm 2000. Thậm chí là đã có lúc 39% các quỹ đầu tư mạo hiểm đều đổ tiền vào các công ty khởi nghiệp mạng Internet. Và chỉ riêng trong năm 1999 thì đã có tới tận 457 công ty liên quan tới .com IPO. Và hiển nhiên thì những cổ phiếu của công ty này cũng tăng giá nhanh chóng ngay sau đó, đủ để thấy độ FOMO của mọi người đối với lĩnh vực này là lớn như thế nào. Và trong khi thị trường thì vẫn còn đang ở đỉnh cao của sự hưng phấn, một sự cố mang tên Y2K đã diễn ra, hay còn được gọi là lỗi thiên niên kỷ, đã khiến cho các vi mạch đồng hồ điện tử cũ không thể nhận biết được cái sự khác biệt giữa năm 2000 và 1900. Điều này trông thì có vẻ nhỏ nhưng mà nhiều người thì lại cho rằng hậu quả của nó sẽ vô cùng to lớn, khi mà các bộ máy vi tính đang hoạt động vận hành liên tục sẽ bị xáo trộn về mặt thời gian và gây ra hiệu ứng lỗi dây chuyền như là đồng hồ taxi dừng hoạt động, hệ thống tính giá vé bị sai số hoặc là nhiều thứ khác. Và thật may mắn là đã không có một hậu quả to lớn nào xảy ra, nhưng cũng chính vì điều này mà nhiều người cũng đang nhen nhóm nhận ra rằng thật sự thì công nghệ Internet không thần thánh như chúng ta vẫn nghĩ. Và vào ngày 20 tháng 3 năm 2000 thì Barron's, một công ty tổ chức tài chính có tiếng, đã lên tiếng phản ánh thực tế tệ hại của các công ty .com. Họ chỉ ra rằng 51 trong 207 công ty công nghệ sẽ sớm cạn vốn trong vòng 12 tháng tới. Ngoài ra thì 3/4 số công ty này đang phải gồng gánh khoản lỗ lớn và hoàn toàn không có khả năng sinh lời. Cơn ác mộng lúc này thì bắt đầu bao trùm cả thị trường, khi mà mạch máu tiền tệ của các công ty .com thì bị tắc nghẽn, hàng tỷ đô la bốc hơi. Chỉ số Nasdaq thì giảm từ đỉnh gần 4.696 điểm vào ngày 1 tháng 2 năm 2000 xuống chỉ còn 1.172 điểm vào ngày 3 tháng 9 năm 2002. Mức giảm này thì tương ứng với 76,81% giá trị ban đầu và phải mất 15 năm. Đến cuối tháng 4 năm 2014 thì chỉ số Nasdaq mới trở về đỉnh cũ của nó. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra lúc này là bong bóng crypto liệu có đang diễn ra? Nếu như mà chúng ta so sánh với sự kiện bong bóng .com thì chúng ta có thể thấy một điểm chung rất là lớn rằng mọi người đều đặt lý tưởng, hy vọng và đổ nguồn tiền khổng lồ vào những lời hứa hẹn và những thứ chưa thực sự đúng với giá trị của nó. Có thể thấy thì Internet của những năm 1995 và blockchain ở thời điểm hiện tại thật sự đã tiếp cận với nguồn vốn quá nhiều và được định giá quá cao so với giá trị thật mà nó có thể mang lại. Khi mà đà tăng trưởng của crypto thì được xem là quá nhanh chóng trong những năm 2021 với mức vốn hóa gia tăng liên tục từ 1.037 tỷ đô vào đầu tháng 2 năm 2021
2021 và nhanh chóng đạt đỉnh 2.967 tỷ đô vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, tương ứng mức ATH 69.020 USD của Bitcoin cùng thời điểm. Và số tiền mà các quỹ đầu tư đổ vào thị trường crypto cũng có nhiều bước đột phá. Có thể thấy thì mặc dù bong.com đã tạo ra một cuộc khủng hoảng thật sự khiến cho nhiều người phải hoài nghi về những tiềm năng mà Internet đã mang lại. Tuy nhiên thì dần theo dòng thời gian, Nasdaq thì cũng đã phục hồi và Internet thì thật sự đã mang đến nhiều những khía cạnh đột phá và dường như là đã không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù trong quá khứ đã có rất nhiều những công ty đi đến con số 0, nhưng những công ty đã tồn tại được sau cuộc khủng hoảng lại trở thành những gã khổng lồ của thời đại như là Airbnb, Amazon hay là PayPal. Và tất nhiên là những gã khổng lồ này sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. Điểm qua với thị trường crypto thì cũng như vậy, khi mà sự điều chỉnh đến hiện tại cũng chỉ là do mọi người đã quá tự tin vào những gì mà blockchain đã có thể mang lại và đưa mức định giá của nó lên quá cao. Có thể thấy thì kể từ khi làn sóng AI bùng nổ hồi đầu năm 2023 thì có rất nhiều các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về sự tăng trưởng bong bóng giá cổ phiếu của các công ty công nghệ, với hàm ý rằng là các nhà đầu tư đang đánh giá cao quá mức và cường điệu về AI, giống như cách mà các nhà đầu tư của những năm 90 đã cường điệu về các ngành công nghiệp Internet mới. Và theo những ước tính của Sequoia Capital vào hồi tháng 3, thì ngành công nghiệp AI đã đầu tư hơn 50 tỷ đô để mua chip NVIDIA trong nỗ lực phát triển các mô hình tạo sinh. Nhưng các công ty này thì chỉ mang lại doanh thu 3 tỷ USD. Và Sequoia thì cũng ước tính rằng các doanh nghiệp này cần tổng cộng 600 tỷ USD doanh thu thì mới bù đắp được chi phí đầu tư vào AI. Với sự chênh lệch quá lớn này khiến cho nhiều chuyên gia suy đoán rằng làn sóng AI có dấu hiệu bão hòa và mang dáng dốc của một bong bóng tài chính. Tuy vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là công nghiệp blockchain cũng đang dần len lỏi vào đời sống của con người khi đang dần cải tiến hơn để áp dụng được vào nhiều các ngành khác nhau như là giáo dục, y tế hay logistics. Thế nên thì chắc chắn ngành công nghiệp blockchain sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi nó chứng minh được những giá trị thật mà nó mang lại. Thật ra thì có một sự thật là con người thì cũng phải mất tận hơn 10 năm mới có thể định hình một cách cụ thể nhất và thay thế hoàn toàn Web 1 thành Web 2. Vì vậy thì ngành công nghiệp Web 3 cũng sẽ cần có nhiều thời gian hơn để chứng minh được giá trị thật của nó và không để lặp lại một viễn cảnh của một bong bóng tài chính. Và đó là toàn bộ nội dung mà Yến Nhi muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn thấy sao về vấn đề này? Hãy comment cho tụi mình biết nha. Hy vọng là video ngày hôm nay sẽ đem đến cho mọi người thật nhiều những góc nhìn về thế giới tài chính. Và nếu như các bạn thấy video hay và bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho Coinsao 8 TV nha. Và mình là Yến Nhi. Hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo trên series Chuyện Kinh Tế trên Coinsao 8 TV.